ý thức là chúng ta sẽ gây bệnh cho những người xung quanh mình đó, rất là tội nghiệp họ. Rồi ngay bây giờ vòng lợi đầu tiên mình lấy cho có 10.000 đồng. Vòng lợi đầu tiên dành cho tất cả quý vị lần đầu tiên đến với Sài Gòn Tân Thời, quý vị lưu ý sẽ có 60 con số trong lòng cầu trên sân khấu cùng với người đẹp Thúy Liễu. Một tổng ẩn mà là chị hết hồn đúng gì sẽ được công bố công chiếu vào lúc 19 giờ chủ nhật tuần sau. Chúc mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình trên kênh YouTube Rồi Ôi Con Sài Gòn Tân Thời. Dạ không có chiếu trên đây, không có chiếu trên đài nhưng bà con dạ không có TV đâu nữa. Quý vị phải có YouTube đấy, xong có YouTube đó quý vị nhờ con cháu mở giùm em. Hôm qua có cô bác hỏi là không biết là chiếu trên đài nào để đón mà coi, thì dạ cái này là đoàn không có chiếu trên truyền hình mà chỉ có chiếu trên YouTube mà thôi. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ bằng cách là subscribe và cái bạn sẽ đón cái giờ phát sóng để có thể theo dõi của mình phát biểu ha. Hết chưa đây? Ờ hết rồi. Rồi chúc quý vị, bây giờ gặp lại tiếp theo em lấy trên tay cùng với các bạn.
Rồi, kính thưa quý vị, con bao nhiêu vậy anh? 33. 33 vừa kêu qua đã một tráng sĩ tươi xanh đọc giải, xin mời anh bước lên sân khấu ạ. Anh ơi, what's your name? Dương. Anh Dương. Chị cho đi mẹ. Chị cho giùm anh Dương đi chị. Con thôi là em Dương với anh đó. Rồi số mấy vậy anh? Hồi nãy Kim số mấy vậy anh nhớ không? 33 vừa kêu qua. 33 có 1 con mất trí. 58 có 2. 19 có 3. Số 3 hợp lệ. Chúc mừng anh, đứng yên đi, tối em xử. 33 có 1. 58 có 2. 19 y chang. Số 3 y chang luôn. Rồi bây giờ hai người nhận qua giùm em hai con banh ha. Ai có con banh lớn hơn nhận qua giùm em một con cũng còn đưa cho bác. Không thể nhớ mà lộn cũng được nữa. Bây giờ chị chấp nhận không? Chấp nhận. Chị cười thế kia. Rồi cuối số. Trời đất ơi, 39 42 nè Trang. Rồi chia tay cho anh. Chia tay với anh. Chúc mừng anh ba còn lại tới số nhận quà. Rồi lấy gấu đi anh. Dạ, và anh có thể lấy con heo. Ê, mày có thể giải thích cho tao biết con này là con gì không chứ? Dạ đâu chị. Lúc đầu con tự nhìn tự tưởng Thảo Nhi. Con này. Nhưng mà nó không có con cái đầu. Cái mặt nên mổ nó chu chu lên. Nó giống con gió. Mà cái người nó giống con heo. Thật ra nó có cái ngấn ở trên này. Nó đi Trang Thảo Nhi. Bây giờ đổi tóc giả cho đi Trang Thảo Nhi. Lúc đầu nó có con bú. Nói là nhiên bên đây giống như xiết thú như quý vị. Và trên đầu nó có đội cái gì đó cũng mấy ký lô đó quý vị. Rồi kính thưa quý vị ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì em xin chúc cho tất cả mọi người. Ai là phụ nữ nè? Quán sữa trở thành con gái. Ai vậy? Nhiều người lắm. Ai biết nữa? Trong dạ là con gái hoặc là tưởng tượng mình là con gái cũng được. Thì em xin chúc có một mùa 8 tháng 3 thật là vui vẻ. 8 tháng 3 là một ngày chứ không phải một mùa. Một ngày. Ừ, 8 tháng 3 thật là vui vẻ ha. Bây giờ này là nửa ngày rồi, đêm còn lại. Dễ quá vậy. Mày chúc mày cũng phải văn chương làm sao cho nó đúng chứ. Tối 8 tháng 3 thật là lãng mạn, vui vẻ cùng bên người yêu người thân. Điều tai ngon miệng cái gì. Những mặt chưa hết lãng mạn được. Kính thưa quý vị, một đêm 8 tháng 3 sẽ là một ngày hạnh phúc. Một đêm làm sao một ngày được má. Bởi con này tôi nó không làm MC được suốt đời luôn đó. Chị bắt cái ghế bố cho mẹ em ngồi nói chuyện này. Chúng ta mượn cái bố đi. Kính thưa quý vị, 8 tháng 3 ha. Ở một đêm, được chưa? Vừa lòng được chưa? Một đêm, rất là, nói chung hạnh phúc. Cuộc sống bộn bề lo toan. Bộn bề lo toan thì làm sao nó hạnh phúc được? Ý là bỏ qua cái cuộc sống bộn bề lo toan. Thì phải nói là bỏ qua cuộc sống bộn bề lo toan. Dẫn luôn mình luôn đi má. Vậy đó mà dành với tao, ngựa. Yêu nghiệt. Rồi, cái đó mới dạy dàng cái bây giờ. Dòng lời tiếp theo là đừng làm cuối cùng dù cho bà con cô bác mình. Ai chưa có bé có việc giơ tay lên thì em quý vị và ngồi yên tại chỗ cho nên tràn xuống dưới một đường vé nha. Đó, bây giờ mới xách đôi vé đi bán đó quý vị. Rồi. Bán vé nữ tính bà nội ơi. Đó. Trời. Rồi cái đó quý vị, và bởi lẽ chỉ có 10.000 đồng thôi. Một lời tiếp theo, nếu không quý vị sẵn hồn nhiệt tình và lần đầu cũng xin thông qua kênh livestream và tất cả quý vị đang ngồi đây, nếu quý vị có yêu đến đoàn và đến ủng hộ cho đoàn buổi đêm, nếu quý vị nhớ đem mũ trang quý vị nha. Trong những yêu thương đoàn, những thành viên của đoàn thì quý vị có thể là hóa trang rất là đẹp, rất là lộng lẫy, không thể là đeo khẩu trang phục vụ được, cho nên rất mong quý vị hãy đeo khẩu trang vào. Rồi hãy đến với đoàn và ủng hộ cho tụi em. Nếu quý vị có nhu cầu mà rửa tay sát khuẩn đó, quẹo bên đây và hai chai miễn phí bên kia, đã sáng bội lắm hết, chỉ có 10.000 đồng. Tới nay sẽ có một vòng loại đặc biệt, và vòng loại đặc biệt đó là nữ chỉ vàng. Rất mong quý vị sở hữu nhiệt tình hai vòng loại đặc biệt quý vị nha. Yeah.
độc giả cái nhà mình phan bồi vàng sẽ phải bỏ. Và tối hôm nay tất cả các thành viên đều ăn mặc rất là tươi tốt và xinh đẹp để chào đón tất cả quý vị đến đây. Thì mình thật sự luôn, nếu mà không có sự cố gì thì em sẽ diễn liên tục để bà con mình mỗi cuối tuần khi đến Kawaso thì có một điểm giải trí rất là đơn giản như thế này, có một buổi saluto thật là vui nhộn. Nhưng mà rất là tiếc thì đêm nay cũng sẽ là đêm cuối cùng luôn quý vị nhé. Đợi khi nào có thông báo thì chúng em mới diễn lại. Thông báo chính thức sẽ được cập nhật trên fanpage của Đoàn Lưu Tinh Sài Gòn Tân Thời. Quý vị có thể like và share để có thể theo dõi lịch diễn của tất cả.